Hi, chào anh em đồng hành chị Hà Lượng, mình là từ lũ S98. Rất vui quay trở lại với các bạn trong video ngày hôm nay. Như mình đã phân tích, đó là chia sẻ từ vài hôm trước, đó là tuần này sẽ là một cái tuần rất là bận rộn và rất là nhiều trò thú vị để chơi khi mà có rất nhiều các sự kiện, rất nhiều các event liên tiếp nhau. Sớm nhất vừa rồi là update bát môn và ngay sau đó sẽ là hồn áp kép. Ngay sau đó tiếp nữa sẽ còn rất nhiều các sự kiện đi theo được các bạn ạ. Tuần này xem tuần rất là vui, rất là hay với nhiều tính năng mới, với nhiều cái trò chơi để chúng ta có thể là không cảm thấy nhàm chán. Đấy, ngon rất là nhiều so với tuần trước. Game Quyền Vương 98 mình nghĩ rằng sau đợt đây ban môn này sẽ còn rất nhiều điều thú vị, ở phía trước. Còn video này mình sẽ tập trung về vấn đề là hồn hợp kép Orochi Yorizi. Mình cũng đã khá phân vân, đó là có nên lấy Yorizi, lấy Orochi hay không. Còn đâu Leolazi, Yorizi có rồi. Chứ cái gì là tích quay hồn hạp để đổi ra mảnh, đổi ra 60 mảnh thì mình cho rằng nó không phải là vấn đề khôn ngoan quá. Không phải khôn ngoan lắm, mặc dù là nó có sự kiện tiêu viêm cơn đi kèm. Tuy nhiên kiếm mảnh của con đường đấy nghe chừng hơi đắt một chút. Giá của nó thì lên rơi tới vào khoảng độ 120 đến 140 kim cương một cái mảnh từ chấp 14. Mình cho rằng nó hơi đắt. Còn chủ yếu mình nghĩ rằng các anh em tham gia sự kiện này chủ yếu lấy để kích duyên thôi và tăng uy lực. Không rõ là lấy Orochi về mình sẽ tăng được bao nhiêu uy lực, mình kiểm tra trước về cái phần uy lực ở đây trong tầm bầu. Hiện tại mình đang là 24.671, xem sau khi mình lấy Orochi về nó tăng bao nhiêu. Rồi trước tiên là làm đúng thủ tục đã, đúng không? Làm tí cà phê đã. Vừa rồi AS8 mình có quay thì mất 11.200. Trên các server cũng dao động trong vòng từ khoảng độ 8.000 cho đến sấp xỉ 12.000. Mình cho rằng đây là một cái giá hợp lý. Trừ đi cái phần sự kiện tiêu kim cương thì nó chỉ còn rơi vào khoảng độ 8.000 đến 9.000 kim cương thôi. Mình cho rằng như thế là hợp lý rồi. Anh em nông dân hoàn toàn có thể lấy về được. Đặc biệt là anh em ở server mới hoàn toàn là kiếm được con từ chấp 14 bằng con đường ép mảnh nhà mình nghĩ rất là ổn. Kiếm được bằng con đường là hồn hạp nhà thì rất là ổn. Orochi và Yorizi cả hai tướng này đều mạnh, ai thiếu tướng nào thì lấy tướng đấy. Những anh em ở server mới mà có điều kiện thì có thể xúc cả hai luôn cũng được, kích duyên. Rồi thôi không nói nhiều là cái này thì mình tin rằng ai cũng đã có quyết định của riêng mình rồi. Test xem hay mình hết bao nhiêu kim cương. Rồi không thấy ra thuốc cường hóa mấy nhỉ, toàn ra đồ ăn. Rồi ok, mình nghĩ test thấy đủ rồi, giờ vào mua thôi. Xem mình hết bao nhiêu kim cương, chủ yếu xem hết bao nhiêu kim cương thôi. Đấy, được rồi. Trong cái số những cái tướng mình cần thì mình nghĩ rằng EG là cảm thấy nó hữu dụng nhất. Kể là này nó cho Maxima hoặc là bao thì ngon. Để mình đỡ phải tốn một cái lượng kim cương hoặc là xu hội quán hay là cái gì đó để đổi mảnh. Làm phát 2.000 thì nhanh, 400 thì chậm quá. Tốn kim cương ấy. Rồi Ryu. Mình có cái bảng tiêu kim cương rồi cho nên không phải đếm đâu. Ngồi đếm ấy, mỏi mồm lắm. Trưng cá caviar. Cái này như là đồ ăn của team net à. Không, mình nhớ bữa ăn trên không mới là đồ ăn của team net. Rồi chiêu vừa đủ bộ rồi đấy. Đủ bộ rồi thì nó sẽ ra Orochi đấy các bạn. Bỏ khô cưng cây rồi, cá phẩy rồi. Rồi ok, ác này mình thấy ổn rất là nhiều đấy. Omachi thôi, bấm nhầm, anh em mà cười thối mũi.
Rồi, vé đi cát. Chắc chắn mày không còn trong lộ hành chính. Rồi, xem mình lấy ngay về thì lực chiến thì chắc chắn sẽ tăng rồi các bạn này. Tăng thành 680.000 này, tăng khoảng 2.000 này. Duyên của Yori bên mình được kích duyên hoàn toàn mà. À đâu nhỉ, mình check cái gì? Check tổng bộ chứ. 24.910 à. Có tăng đúng không? Đấy, như vậy là có tăng đấy các bạn. Tăng được một lượng uy tương đối đấy. Tăng được một lượng uy tương đối đấy. Chắc chắn là có tăng. Chắc chắn là có tăng. Tí thì mình xem lại video thì mình trừ cộng trừ đi. Hoặc là các bạn nào nhỉ? Nhớ đoạn đầu thì cộng trừ đi cho mình biết đấy, là tăng bao nhiêu đấy. Mình nghĩ rằng cũng hoàn toàn đếm thôi. Nói chung nó có tăng đấy. Và tăng tương đối thôi. Nó tăng là rơi khoảng 200-300 uy. Mình nghĩ rằng thôi cũng được. Ngoài ra kích duyên thì được. Sau khi mình tăng đẳng lên và tăng thêm đồ ăn thì nó sẽ tăng thêm nữa. Rồi, có bán đồ ăn Orochi trong tuần kế tiếp thì mình sẽ mua. Bánh bia, bánh chuộc. Ok, sẽ cho nó lên uy lực chút. Rồi, nhân tiện thì cho đồ ăn đây. Bọn này là bọn ăn ké đó. Ké cầu. À, đồ ăn trình cá caviar là của Hishi, đội Hishi, cáo sơ với thằng gì ấy, Mr. Big ấy. Thôi nhỉ, còn có lẽ là thôi, từ. Cái này mình mới cho ăn, liên tục, mỏi tay lắm. Đợi tích nhiều một chút. Rồi, sáng nay ít người quay thế nhỉ, mỗi mình quay à? À đây cũng có đây đúng không? Nhưng mà mấy ông này chủ yếu clone. Mai Búng Đuổi chắc là người chơi chính. Bầu Sao Ý thì chắc là clone này đúng không? Rồi, khá ổn. Mình nghĩ rằng khá ổn. À cái gì nhỉ? Quên. Chưa xem được bao nhiêu kim cương. Quên. Không phải được bao nhiêu kim cương mà tốn bao nhiêu kim cương chứ. Xem nào. 8.800 nhẹ nhàng nhé. Quá nhẹ nhàng và tình cảm các bạn ạ. Trong vòng mấy ngày nữa thì mình sẽ tiêu thêm 800 kim cương nữa để hoàn thành cái mốc này. À đâu, 88 kim cương nữa. Nhẹ nhàng quá nhỉ. Nhẹ quá nhẹ nhàng này các bạn. Tiết kiệm được khoảng độ hơn 1.000 kim cương. Không phải 2.000 kim cương nữa. Tức là nó rơi vào khoảng 6.800 thôi. Nhẹ nhàng quá. Vụ này ngon lành quá các bạn. Ngon lành hơn nhiều so với ác S8 của mình. Hên thật đấy. Lần này thì mình quay cà phê vàng thẳng 5 lần chứ không nghe thiên hạ nó đồn nó quay 3 lần nữa. Mình quay 5 lần cà phê vàng. Ổn đây đúng không? Linh đấy các bạn. Rồi, chúc anh em sẽ quay được hồn hạc với giá rẻ nhất đúng không? Nhưng mà nó chắc chắn là sẽ quay được rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúc may mắn.